Hi, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh Miss Thắm TV nha. Mọi người xem video nhớ like, đăng ký để ủng hộ kênh để có động lực ra video tiếp theo nha mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ học về tiếng Anh lớp 3, Unit 1, Hello, Lesson 1, mời các em. Hello các em, ở phần 1 là phần Look, Listen and Repeat. Có nghĩa là em hãy nhìn và nghe và lặp lại. Ở bức tranh A chúng ta thấy có hai nhân vật, đó là bạn Ben và bạn Mai. Đầu tiên bạn Ben nói là xin chào, mình tên là Ben. Còn bạn Mai thì nói là chào Ben, mình tên là Mai. Tương tự như vậy ở bức tranh B, bạn Minh nói là xin chào, mình tên là Minh. Và bạn Lucy nói là chào Minh, mình tên là Lucy. Sau đây sẽ là cuộc nói chuyện giữa bốn bạn trong hai bức tranh A và B. 5 minutes later. Page 10. Lesson 1. Activity 1. Look, listen and repeat. A. Hello. I'm Ben. Hi Ben. I'm Mai. Hello Ming. I'm Lucy. Ở hoạt động 2 là listen, point and say. Chúng ta hãy nghe, chỉ và nói cho cô nhé. Ở bài này chúng ta phải thuộc tên của nhân vật và nhớ tên của người đó để chúng ta nói vào bức tranh nha các em. Meanwhile. Page 10. Lesson 1. Activity 2. Listen, point, and say. A. Ben. Mai. B. Ming. Lucy. Hello, I'm Ben. Hi, Ben. I'm Mai. Từ như vậy thì đầu tiên bạn Minh sẽ nói là Hello, I'm Min. Và bạn Lucy sẽ trả lời là Hi Min, I'm Lucy. My. 3 days later. Ở phần 3 này nè, let's talk, chúng ta hãy nói nha các bạn. Các bạn thấy đây là bạn Mai và bạn Lucy. Đầu tiên bạn Lucy sẽ nói là Hello, I'm Lucy. Thì bạn Minh sẽ nói là Hi Lucy, I'm Min. Ở bức tranh số 1, chúng ta sẽ xem bức tranh A và B. Bức tranh A là cuộc nói chuyện giữa bạn Ben và bạn Lucy. Bức tranh B là bạn Minh và bạn Lucy. Tương tự như vậy ở bức tranh 2, câu A là bạn Ben và bạn Mai. Và câu B là bạn Ben và bạn Lucy. Bây giờ chúng ta sẽ nghe lại cuộc nói chuyện giữa các bạn và Khanh Tròn và một câu trả lời đúng. Page 11. Lesson 1. Activity 4. Listen and circle. 1. Hello, I'm Lucy. Hello, Lucy. I'm Ming. Rõ ràng đây là cuộc nói chuyện giữa bạn Lucy và bạn Minh, cho nên chúng ta sẽ chọn câu B. 75 years later. 2. Hi, I'm Ben. Hi, Ben. I'm Mai. Như các bạn đã biết là đây là cuộc nói chuyện giữa bạn Ben và bạn Mai, cho nên chúng ta sẽ chọn cho cô là A. Ở bài số 5, Look, Complete and Read, hoàn thành, nhìn, hoàn thành và đọc. Ở câu số 1,
Ở câu số 3, chúng ta sẽ điền là Hi Ben, I'm my. Và câu số 4 mình sẽ điền là Hello Lucy. Mình sẽ điền chữ hello và chữ am mình. Page 11. Lesson 1. Activity 6. Let's sing. Hello. 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 I'm Ben. Hi, Ben. Hi, Ben. I'm Mike. Lesson 1. Activity 6. Let's sing. Hello. 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 I'm Ben. Thank you.